Các em làm bài toán số 2. Bài toán số 2 là đề thi vào Đại học Vinh năm 2004. Xin lỗi các em là đề thi vào, vào cấp 3 của Đại học Vinh năm 2004. A nhỏ cho x bằng căn bậc 3 của 3 cộng với 2 căn 3, à xin lỗi 2 căn 2 cộng với căn bậc 3 của 3 trừ 2 căn 2 y bằng căn bậc 3 của 17 cộng với 12 căn 2 cộng với căn bậc 3 của 17 trừ 12 căn 2 tính giá trị của biểu thức P bằng x mũ 3 cộng y mũ 3 trừ đi 3 lần x cộng y cộng với 2004. Phần B nhỏ rút gọn biểu thức Q bằng 1 chia cho 1 cộng với căn bậc 2 của 5 cộng với 1 chia cho căn bậc 2 của 5 cộng căn bậc 2 của 9 cộng chấm 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 cộng với 1 chia cho căn bậc 2 của 2001 cộng với căn bậc 2 của 2005. À. Thì với nội dung bài toán này, khi các em giải xong chúng ta sẽ có được hai điểm. À. Các em thấy trong bài toán số 1 thì thực chất cũng là rút gọn hai biểu thức đúng không ạ? việc tính giá trị của P khi biết x và y đúng không? Ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy x và y là hai biểu thức tương đối là phức tạp. Các em hoàn toàn có thể là ngồi để tính x lũy thừa 3 tức là chúng ta đem tổng của hai căn bậc 3 này tính lũy thừa 3 lên. Y cũng như vậy và chúng ta thay vào đây để chúng ta tìm ra giá trị P. Tuy nhiên cách làm đó là gì ạ? bần cùng lắm chúng ta mới làm chúng ta không có một cái hướng nào thì chúng ta mới làm theo cái phương án như vậy được chưa còn lại thì các em sẽ thử suy nghĩ xem thông thường đề bài cho tổng của hai căn bậc 2 mà các em nhìn thấy ở đây chỉ thay đổi dấu cộng và dấu trừ thì điều đầu tiên chúng ta có thể nghĩ đến à thì chúng ta có thể phân tích cái biểu thức dưới dấu căn thành lũy thừa bậc 2 hoặc bậc 3 hay không để chúng ta có thể triệt tiêu được biểu thức căn đó hoặc là chúng ta thấy ở đây có một đặc trưng đặc điểm là tích của hai cái biểu thức dưới dấu căn này các em thấy nó bằng một nếu như các em tận dụng được điều đó chúng ta có làm được gì hay không đúng không ạ tương tự như vậy y cũng thế thì các em sẽ căn cứ vào những cái nhận xét đó để chúng ta cố gắng tận dụng và giải bài toán này trong phần b thì các em thấy ở đây cũng là một biểu thức là tổng của gì ạ của rất nhiều phân thức cái số lượng phân tích ở đây bằng bao nhiêu số lượng thì các em sẽ có các em hoàn toàn có thể tính ra được nhưng mà có cần thiết hay không đúng không? để chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để chúng ta phân tích từng cái phân thức này thành hiệu của hai số nào đó và tìm cách triệt tiêu lẫn nhau để chúng ta có được cái giá trị của tổng này các em hãy tạm dừng video lại và chúng ta sẽ suy nghĩ bài toán này chúng ta giải ra sau đó thì sẽ theo dõi lời giải của thầy như sau các em giải bài toán với phần A thì ở đây chúng ta cần tính là gì các em thấy nếu như chúng ta tính được cái giá trị x lũy thừa 3 trừ đi 3 nhân với x đúng không ạ rồi chúng ta tính được y lũy thừa 3 trừ 3 nhân y thì chúng ta có thể tính được giá trị của biểu thức p đó ở đây các em lại thấy nếu như bây giờ giả sử chúng ta đặt A là cái căn bậc 3 thứ nhất, B là căn bậc 3 thứ hai, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng hàng đẳng thức là A cộng B tất cả lũy thừa 3. Từ đó các em sẽ tính được x lũy thừa 3. Chúng ta thử tính nha. Các em sẽ đặt này. A bằng căn bậc 3 của 3 cộng với 2 căn 2. Đúng không ạ? Rồi B bằng căn bậc 3 của 3 cộng 2 căn 2. À xin lỗi 3 chữ 2 căn 2. Đó. Từ đây chúng ta có gì? Suy ra x bằng a cộng với b. Và các em thấy nếu như chúng ta nhân tích a nhân với b thì bằng 1. Cái đấy dễ dàng thấy được. Đúng không ạ? Từ x bằng a cộng b các em cần phải tính x lũy thừa 3 đúng không? Thì x lũy thừa 3 sẽ bằng a cộng b tất cả lũy thừa 3. Chúng ta sẽ khai triển ra bằng a lũy thừa 3 cộng với b lũy thừa 3 cộng với 3 lần ab nhân với a cộng b. Đó ra theo hàng đẳng thức đáng nhớ thì chúng ta có A cộng B tất cả lũy thừa 3 bằng A mũ 3 cộng với 3A bình phương B cộng với 3AB bình phương cộng với B lũy thừa 3 Thì ở đây thầy đã nhóm lại đúng không? Nhóm hai canh giữa lại với nhau Thì chúng ta cố gắng tận dụng cái biểu thức là gì? AB Tích của AB bằng 1 Đó Mà trong đó A cộng B lại bằng x nữa thì rõ ràng ở đây chúng ta lại xuất hiện 3 nhân với x và điều cần bây giờ chúng ta chỉ cần tính a lũy thừa 3 cộng b lũy thừa 3 mà a lũy thừa 3 cộng b lũy thừa 3 các em thấy là gì chẳng qua chúng ta cộng hai cái biểu thức dưới dấu căn này hai biểu thức dưới dấu căn này thì kết quả chúng ta dễ dàng nhìn thấy được bằng 6 cộng với 3 x đó ở đây là thầy tóm tắt lại hướng dẫn tóm tắt cho các em. Thì từ đây chúng ta mới suy ra x lũy thừa 3 trừ 3x bằng 6. Đó các em thấy, nó là một phần của biểu thức P chúng ta cần tính rồi. Ta đánh số đây là 1. Tương tự như vậy. Nếu các em đặt C bằng c bằng căn bậc 3 của 17 cộng với 12 căn 2 cộng với căn bậc 3 của 10 à xin lỗi d bằng căn bậc 3 của 17 trừ 12 căn 2 đúng không ạ? Thì các em sẽ cũng sẽ có là gì? c nhân với d bằng bằng bao nhiêu ạ? C nhân D tức là tích của hai cái biểu thức dưới dấu căn. Chúng ta có 17 bình phương bằng 289 trừ đi 12 bình phương nhân với căn 2 bình phương, tức là trừ 2 lần nhân với 12 bình phương. 12 bình phương bằng 144. 2 nhân với 12 bình phương là 288. Chúng ta lấy 289 trừ 288 thì kết quả bằng 1 lấy căn bậc 3 của 1 thì cũng bằng 1 đúng không ạ? Từ đó chúng ta lại biến đổi tương tự thì chúng ta suy ra y sẽ bằng y lũy thừa 3 thì bằng C lũy thừa 3 cộng với D lũy thừa 3 cộng với 3 lần CD nhân với C cộng D. Đó. từ đây các em tính ra C lũy thừa 3 cộng D lũy thừa 3 bằng hai cái biểu thức dưới dấu căn này cộng lại với nhau chúng ta có kết quả bằng 34 cộng với 3 nhân với y từ đó các em sẽ có y lũy thừa 3 trừ đi 3 y bằng 34 đó một chúng ta có biểu thức 2 thì từ hai cái biểu thức này các em thấy từ biểu thức 1 và biểu thức 2 ở đây chúng ta cộng nó lại với nhau thì rõ ràng chúng ta đã có một phần của biểu thức P rồi đúng chưa biểu thức P là x mũ 3 cộng y mũ 3 trừ đi 3 lần x trừ đi 3 lần y cộng với 2004 nữa đó thì từ đây các em mới suy ra biểu thức P sẽ bằng 6 cộng với 34 cộng với 2004 đó, kết quả bằng bao nhiêu ạ? 6 cộng với 34 bằng 40 40 cộng với 2004 bằng 2044 Đây là giá trị cuối cùng của biểu thức P Đó, thì các em thấy ở trong cái cách này Thì chúng ta bằng cách là chúng ta nhìn nhận ra các giá trị Mà đề bài cho biểu đặc trưng của biểu thức dưới dấu căn Từ đó chúng ta có một cái phương pháp rất thông minh Để chúng ta tính ra được một phần của biểu thức đúng không ạ và cách tương tự như vậy chúng ta tính phần còn lại của biểu thức cần tính và từ đó các em dễ dàng tính ra được giá trị của biểu thức làm xong được phần này các em đã có được một điểm còn phần b chúng ta lại áp dụng biểu cách là trục căn thức phần b là phần rất dễ trong đề thi này thì nghĩ rằng là uh, người ra đề đã tặng cho các bạn một điểm không có gì khó khăn cả biểu thức q thì chúng ta sẽ có là gì một chia cho căn 1 cộng với căn bậc 2 của 5 chúng ta chụp căn thức đi đúng không ạ thì chúng ta sẽ có căn 5 trừ 1 chia cho 4 đó tiếp theo nữa là 1 chia cho căn bậc 2 của 5 cộng căn bậc 2 của 9 bằng căn bậc 2 của 9 trừ đi căn bậc 2 của 5 chia cho 4 đó vân vân Chúng ta có biểu thức cuối cùng theo đề bài là 1 chia cho căn bậc 2 của 2001 cộng với căn bậc 2 của 2005 bằng căn bậc 2 của 2005 trừ đi căn bậc 2 của 2001 chia cho 4. Các em đem cộng tất cả các cái biểu thức này lại thì chúng ta có biểu thức quy bằng ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy là các giá trị này sẽ bị triệt tiêu đúng không ạ? Rồi ở dưới này cũng sẽ bị triệt tiêu số 2001 và kết quả chỉ còn lại là căn bậc 2 của 2005 trừ 1 chia cho 4 vì số 2005 không là số chính phương cho nên là chúng ta chỉ dừng lại ở đây mà thôi chúng ta không thể khai triển tiếp được hoặc là khử được căn ở Căn bậc 2 của 2005. Các em thấy phần B rất là dễ dàng đúng không ạ? Không có gì khó khăn cả. Phần A thì tương đối phức tạp một chút. Và cái kỹ năng giải phần A thì um, như thầy đã nói ngay từ đầu. Chúng ta sẽ giải các bài toán tương tự như thế. Các em tự sẽ có cái kỹ năng cho mình. Thầy kết thúc bài toán số 2 ở đây.